À, nghe không em? Alo. 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 Rồi có nghe âm thanh rồi đó, nghe nghe bên họ cái gì đó. Rồi Bên rồi. em nó hơi ồn nữa ra em sẽ tắt mic. À, không không bây giờ thì cứ cứ ấy đi, mọi người cũng chưa lên đầy đủ thì tại vì tính hỏi rồi mấy anh em vẫn rài là chạy có bị cái tình trạng mà cái bút tành nó dẫn tới block mà người ta bấm nó đơ đó không không chạy không á. Tại bữa nay có một số bên sao mà nói là cái button mà dẫn tới cái block á, bấm vô nó không chạy. À, đến Tết luôn, hôm nay em lại chưa xem. Tại có bạn kia thì chạy viral thì cái chỗ quick reply, một là cái quick reply bấm vô xong rồi nó đơ đó nó không chạy tiếp. Còn em thì nó nãy giờ nói chuyện với nó nè thì nó gọi nó bị ngay cái button. Cái nút bấm á, nút bấm là bấm ra là nó đơ ra đó luôn, nó không dẫn qua tiếp rồi Vâng, để em xem luôn ạ. đó. Sau thì mấy cái khóa kia mình đang hướng dẫn thì mọi người vẫn chạy bình thường. Anh em hôm nay vào muộn thế nhỉ? À, bữa nay chắc rằm thứ bảy nữa. Dạ. Thôi. Rồi giờ này được 4 người. Rồi nhắn tin trên chat Messenger cũng không 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 thấy ai đọc luôn. Chắc mọi người đi rầm hết cũng không sao thì mình có video mà thì các anh em thì có thể xem lại sau. Nay chưa hết bệnh nữa em. Ho là sức khỏe kém. À kém. Mình từ lúc mà được đi khóa thiền về tới giờ thì tự nhiên cảm thấy nó có cái gì đó lạ đó.
cứ mỗi lần thấy cơ thể mà nó hơi hơi có kỳ kỳ cái chịu khó ngồi thiền quán chiếu lại cơ thể, quét từ trên xuống từ dưới lên cái đỡ, tại vì nhớ hoài sư cô có dặn là không được uống thuốc mấy ngày, mười mấy ngày đi tu thiền mình cũng cảm cũng ấy này kia mà thực hiện ráng không uống thuốc, quán chiếu thôi. Rồi, giờ này được 4 người. Sáng thì chị An chị xách laptop tới chỗ hội nghị luôn chỉnh giùm chị. Chắc rậm nên mọi người nghỉ rồi. Nay thứ bảy. Nói chung thì lớp chúng ta chừng nào đi chừng nào học chán nghỉ á, chứ không còn giới hạn tháng nữa. Nếu mà 9:30 rồi, rồi thôi chúng ta bắt đầu đi. Thì đúng ra là cái lịch của mình là hôm trước là mình đã đến cái phần chatbot viral rồi, nhưng mà do là cái vụ mà domain nó bị block cho nên là mình tạm gác lại cái phần viral. Tại vì cái phần viral nào, phần dòng quay may mắn nào, phần shopping nó đều phải sử dụng cái domain botchat.vip, api.botchat.vip. Nhưng mà bảo hôm rồi nó block, nó block thì nó chỉ block, hiện nay nó chỉ block cái domain api.botchat.vip thôi, nhưng mà domain gốc botchat.vip thì vẫn còn hoạt động được. Đó. Cho nên là hôm rồi mấy ngày nay thì một á là các anh em để chắc ăn á thì chạy domain riêng của mình thì domain đó nó chỉ sử dụng cho ngay con bot mình thôi, thì nó ít người sử dụng hơn thì nó cũng có khả năng là tồn tại cao hơn, nhưng mà mình cũng không biết chắc được, tại vì thuật toán của ông Facebook thì ổng quét liên tục mà. Thậm chí ngày hôm nay đi, mình chụp cái tấm ảnh mình với anh bạn mình ở dưới quê lên. Đó, ảnh dưới quê lên chụp mà rất là xa, hai người hình nhỏ xíu à, nhưng mà mấy anh em có thấy trên profile đó là hai người nhỏ xíu, mà chữ Matex này kia cái phông nền phía sau nó mới là to, nhưng mà mới vừa chọn cái tấm ảnh là đưa vô bài cái là nó tắt ngay người bạn mình vô liền. Phải công nhận, phải nói là AI Facebook cực kỳ lợi hại. Đó, thậm chí không chừng bây giờ là mình nói chuyện với nhau là nó đã detect luôn cả giọng nói là của ai luôn nữa không chừng. Đó, thì Quân có xài cái điện thoại nè, lâu lâu mình ngồi làm việc gì nè mà điện thoại nó sáng đèn lên, nó sáng cái màn hình lên cái nó báo là Messenger đang sử dụng cái micro của điện thoại. Mà khổ một cái bây giờ cái Messenger thì mình phải vừa xài gọi với vừa gọi video call vừa gọi voice call, thành ra phải cấp cái quyền cho cái app thì nó sử dụng cái micro với lại cái camera. Rồi sáng nay thì trong cái chương trình mà Matech á thì nói chung là đi cũng rất là hay. Mình đến mình dự thì mình mới thấy được thế giới ngoài kia, đó là những cái công nghệ là họ đang triển khai dần hết rồi. Giống như mình đây mình mới là chatbot, có nghĩa là chat là bằng cách là gõ bàn phím, chat qua chat lại là chatbot. Còn thế giới ngoài kia bây giờ là họ là voice bot rồi, visual luôn. Rồi thậm chí là tương lai là nghĩ trong đầu là nó đã chạy, nó đo sóng não là nó chạy cái mình nghĩ trong đầu luôn. Đó. Mà tới hồi mà nó đo sóng não mà nghĩ trong đầu luôn mà nó chạy luôn là chắc rồi đó, quẳng tù tì là không thắng nổi bot rồi. Rồi hôm nay thì có các cái anh diễn giả đó thì ảnh cũng cho mình một số bài học rất là hay. Đó. Thì chỗ anh Hưng ở bên Accenture á thì lúc đó ảnh có làm một cái chiến dịch, thì lúc đầu là chiến dịch cho một nhãn hàng thì lúc đầu nó bị fail là FPT Playbox á, lúc đầu bị fail với lý do là cái nội dung là đi bài viết, đi link, đi các bài viết á, nó theo kiểu là một chiều thôi, có nghĩa là theo kiểu PR. Đó. Rồi sau đó anh mới nói là anh cho lại là các cái thành viên mà trên diễn đàn kinh tế á, họ viết lại cái content, họ đổi cái content, họ viết lại theo kiểu là trải nghiệm của người dùng.
Tức là một người dùng đó họ trải nghiệm ra cái sản phẩm đó, họ so sánh về chức năng, về chức năng này họ sẽ so sánh với các sản phẩm tương đương trên thị trường, về chức năng này thì họ so sánh là mình xài sản phẩm này mình thấy nó gì nè so với sản phẩm kia đó, và họ, nó làm rất là nhiều, tức là nó xét theo từng tiêu chí một, họ đặt theo từng tiêu chí một, xong cái cuối cùng họ chốt thì theo những cái mà mình đã sử dụng mình cảm nhận được đó, thì cái mức giá hiện tại của FPT Laybox á thì nó cũng hơi là khá đắt, và nó hơi nhỉnh hơn các cái sản phẩm cùng loại trên thị trường, nhưng mà nó đáng đồng tiền. Và người ta là mình, cho nên là mình mua cái sản phẩm đó, cho nên là cái content á, content khi mà mình đi một sản phẩm á, thì anh chỗ anh Hưng anh có chia sẻ cái điều đó, tức là cái doanh số của cái Playbox á, lúc đó nó tăng vọt lên. Rồi cái thứ hai nó tăng vọt đó là nhờ là gì, nhờ ra cái nhờ đưa vào cái cộng đồng, tức là phải có một cái nơi để bắt đầu nó làm bùng phát lên đó. Thì cái bài đánh giá đừng nên theo kiểu là BI về sản phẩm đó tốt này kia các kiểu, mà hãy viết cái bài mà theo kiểu gọi là định dạng theo kiểu là cảm nhận của một người dùng sử dụng cái sản phẩm của mình đó, đưa ra cái ưu thế của sản phẩm của mình so với những cái sản phẩm khác, và cuối cùng là đưa ra cái đề nghị rất là sản phẩm này đáng để mua, mặc dù là cái giá nó hơi nhỉnh hơn các sản phẩm khác, nhưng mà nó là đáng, cái giá nó đáng để mua. Đó. Rồi một cái kinh nghiệm nữa là ban đầu chúng ta mới ra thì chúng ta nên tận dụng các cái kênh thương mại điện tử nè, các mạng xã hội social, rồi sử dụng cái KOL đó, mình nên có một cái chi phí cho KOL, rồi livestream. Một cái điều nữa là cái giống như cái viral hôm rồi, cái kinh nghiệm viral hôm rồi, thì cái mấy anh diễn giả thì anh cũng đưa ra cái bài học là hiện nay mình đang bị cái sai lầm là mình chú trọng quá mạnh vô cái marketing mà mình bỏ quên đi cái khâu mà hạ tầng kỹ thuật đó, tức là mình chỉ lo chăm chú là mình nói là marketing là cái nơi quyết định để đem khách hàng về, đem đơn hàng về, nhưng mà đến khi mà có đơn hàng về á thì bị lúng túng ở cái khâu mà xử lý đó. Thành ra mấy anh nói là trước khi mà bắt đầu mình marketing ra là mình phải chuẩn bị cái cơ sở hạ tầng về quản lý nè, về con người nè, về quy trình để đơn hàng nó về thì sẽ các khâu nó sẽ hợp tác như thế nào cho nó trơn tru đó, rồi mình phải chuẩn bị thị trường trước. Rồi trước khi mà chúng ta làm gì thì bản thân chúng ta phải biết chúng ta muốn cái gì đó, clear rõ mô hình ra đó, mình biết rõ mình muốn cái gì cái đã, rồi mình sẽ đi chọn những công cụ mình ráp vô cho nó phù hợp đó, chứ không phải là mình đi ra ngoài kia mình hỏi bây giờ cái này của tôi thì tôi sẽ làm như thế nào đó. Rồi mình có những người ta không biết phải bán như thế nào, đúng không? Thì đây thì anh nói là đầu tiên mình phải clear rõ cái mô hình mình ra để mình chọn coi là mình digital mình sử dụng công cụ nào thì nó sẽ áp dụng vào cái khâu nào, tức là cái bộ phận nào để tăng cái hiệu suất lên đó. Rồi một cái điều là mấy ảnh đưa ra đó là phải là mình khi mà content này kia mình bán ra thị trường là không phải mình bán cái sản phẩm, tức là mình hạn chế cái việc lối mòn là sản phẩm của tôi là tốt nhất là ABCD, mà mình phải đi ra thị trường mình coi thị trường họ đang bị nỗi đau nào, tức là những cái sản phẩm cùng loại với mình, đối thủ của mình đó, thì nó chưa giải quyết được cái nỗi đau nào của khách hàng, hoặc là những người khách hàng họ đang phải thiếu sản phẩm mình, họ đang chịu những cái cảnh gì, thì ảnh mới nói là cái campaign mình nên đi theo cái hướng là giải pháp cho khách hàng, tập trung vào giải pháp cho khách hàng hơn đó. Cho nên vì vậy là cái chỗ mà quay lại cái phần ở trên đó là khi mà cái bài review nó không đi theo hướng PR sản phẩm nữa, mà là bài review nó phải đi theo hướng là trải nghiệm của người dùng. Rồi một cái chiêu đó là một cái kỹ thuật về marketing đó là rất là hữu hiệu, đó là nhận mẫu dùng thử bằng cách hãy để lại thông tin đó. Thì trong đó là nhận mẫu dùng thử thì có nhiều, có loại có thể là sản phẩm vật lý, hoặc là có thể là những cái ebook về cái dịch vụ của mình.
Rồi có Nam vào nữa. Rồi, chào Nam ha. Rồi bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích mổ xẻ cái kịch bản là của Viral Chatbot, mà đây là kịch bản là cơ bản nhất, kịch bản đầu tiên, đơn giản nhất. Đó. Thì kịch bản đầu tiên, kịch bản đầu tiên mà viral nó chỉ có bao nhiêu đây blog thôi. Kịch bản mà hồi cái con mà làm 1.4 triệu á, nó còn không có cái sequence này nữa, nó chỉ có đúng mấy cái block hết. Đó. Thì đây thì mình phân tích lại ha. Thì đầu tiên là cái API, JSON API, giới tính, mình nhớ chuyển qua bot. Rồi. Đó, ở dưới này là gender. Thì hiện tại là cái domain mà re-phí-mã.vip á, đã bị Facebook block, nhưng mà họ chỉ block khi nào nó là link ở trong nút nhấn nè, khi nào nó là link ở trong cái content bài viết nè, ở trong cái content của cái test á, thì nó mới bị chặn cái test đó. Còn nếu mà nó nằm ở trong JSON API thì chúng ta vẫn sử dụng một cách bình thường. Đó. Còn nếu như mà mình để mình có thể là theo dõi hết á, bám sát hết, thì tất cả những cái domain mà re-phí-mã.vip sẹt web view này kia, tức là cái đoạn đuôi phía sau mình không cần quan tâm, mình thấy web view sẹt API, nhưng mà mình chỉ cần thấy domain mà re-phí-mã.vip, thì tức là domain này nó tương đương, cái đường dẫn á, nó tương đương với cái domain là botchat.vip, nó tương đương cái domain là botchat.vip. Đó. Thì thực ra là JSON API nó vẫn hoạt động, cho nên mình cứ để cái đường link là re-phí-mã.vip vẫn hoạt động bình thường, à, chỉ có cái block thôi. Rồi. Vậy thì bản chất cái JSON API này nó dùng để làm gì? Nó sẽ coi giới tính của khách hàng và để nó sẽ gán danh xưng là anh hay là chị. Đó. Còn nếu mà nó tìm không thấy cái giới tính của người đó, ví dụ người đó ẩn giới tính hoặc là người đó chọn là đối tượng khác, thì nó sẽ xưng là bạn. À, vậy là qua cái API này thì cái phần mà attribute giới tính nó sẽ gán theo anh, chị hoặc bạn. Rồi, go to block. Đây chỉ là cái thẻ, tức là người này đã vào cái trò chơi viral rồi, tức là họ nhận diện họ là người này đã từng tham gia viral. Nếu mà họ có quay vào lại đó thì không cho họ đi tiếp, mà cái này là star quick chứ. Star quick đó là những người nào vào đường link bắt đầu là viral. À, những ai mà đi vào bằng đường link viral thì sẽ chạy qua block viral. Còn những khách hàng mà người ta đi ngang cái bay, người ta thấy bài viết hay, người ta xem sản phẩm hay, mà người ta nhảy vào inbox của bay, thì người ta đi qua cái block chúc mừng. Đó, ở đây là cái kịch bản mình phân ra hai đối tượng khách hàng. Một là những người chơi viral, thì họ sẽ đi theo cái hướng block viral. Mà nhận diện họ chơi viral, tức là những người đi vào bot mình thông qua cái link m.me, sạc rồi cái chấm hỏi, rep bằng viral đầu và một dãy số messenger CD phía sau. Đó là những người chơi viral thì nó sẽ đi qua block bắt đầu viral. Còn khách hàng nào người ta đi ngang bay, người ta muốn hỏi sản phẩm gì đó, thì người ta đi vào block chúc mừng. Đó. Thì block chúc mừng mình hiểu nó là một cái block welcome thôi. Đó, block welcome thôi. Thì ở đây mình có thể soạn một cái block welcome phù hợp với mình một cách bình thường. Đó. Còn lúc đó là do cái bay này mình chỉ chuyên để chạy viral, cho nên khi ai mà đi lạc qua fanpage, mình cũng nói họ là shop đang có cái chương trình này. Đó, mời họ tham gia. Thì khi mà mời họ tham gia, nó cũng về cái block bắt đầu viral. Thấy không? Ở trên này chúng ta thấy nè, ai mà vào link viral thì nó sẽ dẫn vào block bắt đầu viral. Còn ai mà đi lạc ngang fanpage chỉ là inbox để tính hỏi một cái gì đó thôi, tính vô nhắn tin thôi, thì họ gặp cái thông báo này thì họ bấm vào đây, nó cũng dẫn về bắt đầu viral. Rồi, đến block bắt đầu viral thì chúng ta có cái gì? À, block block. Cái block bắt đầu viral thì thật ra là mình lặp lại cái JSON API này là gán giới tính thôi. Đó. Còn mình bỏ đi cũng được, tại vì những ai mà đi vào welcome thì họ đã được gắn rồi. Còn mình gắn ở đây là lý do là gì? Lý do là những người đầu tiên chơi trò chơi viral thì họ sẽ đi ngay từ cái block bắt đầu viral, chứ không phải họ đi từ welcome. Những người chơi đầu tiên là mình sẽ đi từ block bắt đầu viral. Đó, do đó ở đây mình gắn lại cái thẻ để mình gắn cái attribute giới tính thôi. Rồi. Kịch bản đi xuống tiếp theo. À, nó sẽ kiểm tra go to block, nó sẽ kiểm tra những người nào có cái attribute tham gia là viral 01 thì bị dẫn về cái block, bị dẫn về cái block, mà cái lăn block này nó là lăn block rỗng, nó không có gì hết. Đó. Còn những người mà chưa có cái thẻ mà tham gia này, tức là cái thẻ tham gia này không phải là viral 01 hoặc là chưa có thẻ,
thì bắt đầu nó chạy vô kịch bản, nó hiểu người này bắt đầu chơi nè, à, chúc mừng đã đến với trang gì đó, rồi hôm nay bắt đầu đưa ra nội dung chương trình, shop có chương trình tặng miễn phí son, trị giá, xô sản phẩm ra, rồi để nhanh chóng thì mời họ chia sẻ cho 6 người bạn nữ, và tiếp tục là trong đó chỉ có 3 bạn cùng tham gia nhận á, thì là bên em sẽ thông báo và tự động chuyển son đến đến anh hoặc chị, chế đến nè, và anh hoặc chị này là chỉ trả 35.000 tiền ship thôi, mình thông báo luôn 35.000 tiền ship ngay từ ban đầu đó. Cái kịch bản này là thông báo tiền ship ngay từ ban đầu. Rồi, API này là API để lấy thời gian hiện tại lúc này người này vào đó. Và bắt đầu gắn thẻ, gắn thẻ đó là gì? Mình tạo ra một cái attribute Messenger ID, viết tắt lại của chữ Messenger ID thôi, để cho nó ngắn lại thôi chứ không nghĩ cho, để sử dụng cho ngắn. Rồi, bot link. Sau khi connect vào bay chúng ta mới có cái bot link này, bot ID, bot token. Cái này thì chúng ta đã làm quen với lại những hai thông số này ở cái bài mà dòng quay may mắn rồi. Rồi tiếp tục lại gắn thẻ cho họ. Những người mới thì cái điểm họ sẽ bằng 0. Rồi cái tham gia này tức là gắn cái thẻ, họ đã bắt đầu vào trò chơi viral 01. Đây, chính cái chỗ tham gia viral 01 này là cái điều kiện để mình chặn họ ngay ở trên cái lăng lóc này. Đấy, những người nào đã lọt qua đây rồi, tức là những người này đã bắt đầu vô trò chơi viral rồi, cho nên là gắn thẻ ngay trên này, đặt thẻ này trên này. Nếu mà họ có bấm tự bấm vào lại link một lần nữa thì nó sẽ không cho họ đi lại kịch bản, không lặp lại ha. Nó đẩy họ qua cái lóc trắng này. Rồi còn cái này tham gia lúc thì nó nhờ mấy cái attribute này, nó lấy ở trong cái hàm thời gian ra thôi, chỗ cái get time á, sau khi qua cái get time nè, nó sẽ có những cái attribute này thì mình ráp vô cho nó hợp lý thôi. Tham gia vào lúc mấy giờ ngày tháng năm. Rồi link giới thiệu là mình đặt nó set, tại vì lúc này họ mới bắt đầu viral thôi, link giới thiệu nó chưa có. Rồi họ tên, điện thoại, địa chỉ, mấy cái này mình đặt nó set hết, tại vì họ chưa đều điền cái điều kiện. Mình đặt nó set là để chi? Để ở cái chỗ mà sell to sheet này nè, để ở chỗ sell to sheet á, mình đặt nó set để chỗ sell to sheet mình có thể chọn ở trong này đó. Họ tên, tỉnh, quận huyện, phường xã, địa chỉ, điện thoại đó. Mình đặt cái chỗ nó set để ở chỗ này nó có hiện ra, còn nếu mà ở phía trên này chúng ta không đặt nó set á, là ở chỗ sell to sheet nó sẽ không hiện ra. Còn khi nào mà có người mà đã test hết đầy đủ rồi á thì nó mới hiện ra ở chỗ sell to sheet để mình chọn thôi. Rồi thực ra là cái link giới thiệu này nè, mình đặt nó set cũng được, hoặc là cái gì, hoặc là mình đặt theo cái link bot đó. Rồi API này mình truyền những cái tham số nè, họ tên, tham gia, bot ID, bot token, và rep. Mấy cái này thì cứ giữ nguyên, mấy cái này cứ giữ nguyên. Thì khi mà đến đây, đến cái API mà viral này nè, thì thứ nhất nó sẽ gắn cái link giới thiệu cho họ, nó sẽ gắn cái attribute link giới thiệu cho họ, nó sẽ tạo ra một cái attribute có cái giá trị là m.me, là bot link chấm hỏi rep bằng viral rồi met ID đó. Rồi, vậy thì để tránh những trường hợp mà cái link viral này mà lỡ cái API này server có vấn đề, link viral này không hoạt động, thì chúng ta có thể bổ sung vào, chúng ta có thể bổ sung vào cái attribute, coi như là mình tạo trước luôn cái link giới thiệu. Đây, bổ sung vào link giới thiệu. Link giới thiệu thì nó sẽ có dạng gì? Nó sẽ có dạng là bot link. Đó, nó sẽ có dạng là bot link. Bot link là cái nào? Đây, bot link ở này, thấy không? Rồi, dạng bot link. Xong chấm hỏi rep bằng viral, chữ viral bắt đầu, và messenger user ID. Đó. Và nó sẽ lấy cái link giới thiệu này, nó điền vào đây. Ngày xưa thì mình không có cái này, tại vì đi qua cái API này, tự động cái link giới thiệu nó sẽ tạo ra cái giá trị này, nó điền vô. Nhưng mà
qua cái hôm rồi mà có một giai đoạn là khoảng 10 phút là server ở bên Mỹ họ bảo trì, cho nên là cái API này nó không hoạt động. Mà API này không hoạt động thì nó lại dẫn tới là cái link giới thiệu của họ nó không có link gì hết, nó là nó set. Mà nó là nó set á, thì chỗ này thì nó lại không ra ảnh gì hết. Đó, nó không ra ảnh, hoặc là cái link giới thiệu này nó ra bị sai. Cho nên là chúng ta có thể viết thẳng luôn, mình coi như mình tạo thẳng, mình khỏi đợi API nó tạo nữa. Đó không? Là bot link nó nằm ở đây. M.me sẹt cái dãy số, cái chấm hỏi là red bằng gì đó. Đó. Rồi, và đến đây thì đưa họ vào cái sequence, cái chuỗi để nhắc họ chia sẻ. À, tức là nhận diện họ là họ điểm bằng không, cho nên là cần phải nhắc họ là chia sẻ đi để họ được tăng điểm. Đó. Sau 30 phút nào mà họ chưa có điểm nào thì nhắc tiếp. Sau một ngày mà họ chưa có điểm thì nhắc tiếp. Đây chúng ta xem. Không, sau 30 phút nè thì nhắc họ. Rồi nếu mà không có điểm nữa thì sau một ngày sau thì nhắc tiếp. Rồi ngưng hết trong vòng 24 giờ. Đó. Rồi, đối với những người mà giới thiệu người khác vào, những người mới vào thì đồng thời đến chỗ link viral này, chính cái link viral này nó sẽ đẩy một cái tin nhắn về cho người giới thiệu có chứa cái block cộng điểm. À, block cộng điểm có nội dung đó là gì? Điểm lúc này họ sẽ tăng lên được một. À, cứ mỗi lần mà block cộng điểm được bật ra là người đó được cộng thêm một điểm. Và số điểm còn lại là do chiến dịch này đây mình chơi là 3 điểm mới có giải, cho nên mình dùng là điểm còn lại sẽ lấy 3 trừ đi cái điểm hiện tại đang có. Rồi những trường hợp mà họ lớn hơn 3, tức là tại vì những người bằng 3 là họ đã được trúng giải rồi, nhưng sau đó vẫn có thể có người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lít vào link của họ, thì để tránh cái trường hợp mà họ đã đủ điều kiện nhận giải mà lại họ lại cứ nhận được cái thông báo mà cộng điểm hoài, thì cho nên là ai mà đủ 3 điểm rồi thì thôi. Những người mà bắt đầu trên 3 điểm, tức là từ 4, 5, 6, 7 trở lên trên 3 điểm là có ai mà lít vào link họ thì họ cũng không được nhận được cái thông báo chúc mừng nữa, nhưng cái attribute điểm của họ vẫn được cộng một cách bình thường. Đó. Tức là mặc dù là họ không thấy được thông báo là họ đã giới thiệu thêm được người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nhưng điểm của họ vẫn tăng một cách bình thường. Thì cái này để chúng ta có thể đo lường được khách hàng nào đã giới thiệu được nhiều người nhất. Đó. Rồi khi mà họ giới thiệu được người thì nó sẽ nhảy ra cái tin nhắn chúc mừng, đúng không? Tức là mình giới thiệu qua người khác mình sẽ được cái tin nhắn chúc mừng vừa đăng ký. À, rồi nó cứ cộng điểm dần, nếu như mà nó phát hiện cái attribute điểm mà bằng 3 thì nó sẽ đi qua giải 1, tức là thông báo họ là đã đạt giải luôn. Còn những người chưa phải là 3, tức là những người là 1, là 2 thì nó sẽ đi tiếp xuống dưới, nó sẽ kêu họ chia sẻ tiếp đi để cho đủ điểm. Đấy, tức là những người điểm 1, điểm 2 thì đi xuống dưới, những người ngay bằng 3 thì nó thông báo họ trúng giải, còn những người lớn hơn 3 thì sao? Những người lớn hơn 3 thì nó đã ở đây, nó đưa họ về block trống rồi. Đó, tức là trong cái block này mình có 3 đối tượng nhỏ hơn 3. Đúng không? Nhỏ hơn 3 thì là kêu chia sẻ tiếp, còn bằng 3 thì thông báo trúng giải, còn lớn hơn 3 thì làm thinh. Những người lớn hơn 3 làm thinh. Rồi, khi mà họ trúng giải thì họ sẽ được đưa qua cái block giải 1. Block giải 1 tức là gì? Những người này đã trúng giải rồi cho nên loại ra, không cần nhắc họ chia sẻ nữa, unsubscribe. À, tức là những người mà trong vòng chưa tới 30 phút, mới có 20 phút mà họ đã đủ 3 người rồi, loại họ ra, không cần phải kêu gọi họ chia sẻ làm chi nữa. Đó. Và chúc mừng bạn đã có 3 người cùng đăng ký. Đấy không? Rồi ở đây anh chị đã nhận được quà là một cây son, để ship thì thông báo ra. À, vui lòng điền thông tin. Thì điền thông tin thì chúng ta hồi nãy là Quân có nói đó là re-khuyến-mãi.vip. Re-khuyến-mãi.vip này nó được thay bằng botchat.vip cách là tương đương. À, botchat.vip, nếu chúng ta dùng botchat.vip thì chúng ta phải giữ nguyên web view API. Còn nếu mà dùng api.botchat.vip á thì mình được phép xóa cái này đi. Tức là cái domain mà api.botchat.vip là nó giúp cho mình rút gọn cái dãy này, nhưng mà bây giờ cái form thì không thể dùng API được, phải dùng thẳng botchat.vip như thế này. Đó. Rồi, sau khi khách hàng điền thông tin, điền vào form thì chúng ta để ý đó là go to block. À, tức là những ai điền thông tin mà họ nhấn gửi đi
thì tiếp tục là nó sẽ bật cái block nào ra, nó sẽ bật cái block là nhận thông tin ra. Đây nó sẽ bật cái block nhận thông tin ra. Đó, vậy thì block nhận thông tin là cái block ở trên này. Rồi, vậy là cái giải 1 nó phải nằm sau cái cộng điểm ha. Rồi tới block nhận thông tin. À, ở đây cũng vậy, ở đây mình có một cái attribute là viral không một ok, tức là ghi nhận anh này đã điền thông tin rồi, ảnh bấm gửi lại nữa thì nó sẽ từ chối, nó sẽ coi như là không làm thinh, nó không nói gì hết. Đó. Còn những anh mà chưa gắn thẻ, tức là những anh lần đầu tiên điền form thì bắt đầu nó lại lấy hàm thời gian trước. Lấy hàm thời gian ngay cái thời điểm này. Đó. Rồi thông báo các cái giá trị mà họ đã điền ra form. Rồi thông báo các thủ tục này kia. Rồi đến đây đưa cho họ hai tùy chọn là hỏi là đồng ý hay là hủy, không nhận quà. À, vậy thì chúng ta đi theo cái nhánh đồng ý. À, đồng ý thì lúc này gắn thẻ họ nè. Đây, người này đã có thông tin rồi, người này đã đồng ý rồi. À, thì cảm ơn, xong. Rồi, lưu vào sheet. Lưu vào sheet. À, Messenger ID, rồi họ tên, điện thoại. À, cái chuỗi này nó sắp xếp hơi lộn xộn nè. Chúng ta có thể sắp xếp lại. À, check field thì họ chưa có lôi kéo thả. Họ chưa có kéo thả được, cho nên mình phải xóa đi bằng tay. Xóa đi bằng tay. Xóa đi để mình chọn lại. À, đầu tiên phải có Messenger User ID. Rồi tiếp theo là cột họ tên. Rồi kế tiếp là cột điện thoại. Đó. Rồi có những người ta trình quen cái chiều là địa chỉ trước. Địa chỉ trước rồi mới tới phường xã. Đó. Rồi mới tới quận huyện. Rồi mới tới tỉnh thành phố. Đó. Rồi thậm chí có một số bạn á, là Quân thấy là mấy bạn cẩn thận, mấy bạn lưu luôn cả cái phần điểm của cái người đó. À, lưu luôn cả phần điểm của người đó để kiểm tra coi có phải người đó đã đủ 3 điểm rồi mới ghi ra sheet mới đồng ý, hoặc là những người đó đã trên 3 điểm chưa. Đó. Rồi đó là những người đi theo nhánh đồng ý. À, họ được gắn thẻ. Còn đối với những người mà bắt đầu ở chỗ mà đồng ý hay là hủy, mà họ chọn hủy. Họ chọn hủy cũng vậy, mình cũng gắn thẻ luôn, coi như người này đã chấp nhận hủy đơn thì gắn thẻ họ, cũng gắn y chang như vậy thôi, để họ có vô submit cái form lại á, nó cũng không nhảy thông tin gì hết. Đó. Và tương tự ở đây, tương tự ở đây chúng ta cũng chọn các cái trường cần thiết để sau này mình còn vấn đề cần mình lôi data này ra mình xử lý lại. Messenger ID, họ tên, điện thoại. Đúng rồi, điện thoại. Rồi địa chỉ, phường xã, rồi quận huyện, tỉnh thành phố và điểm. Ví dụ như mình biết mình cũng lưu điểm để coi người này bao nhiêu. Rồi xong, coi như là cái kịch bản viral đầu tiên là tới đây là nó hết rồi đó. Đó. Và hai cái này chỉ là hai cái nhắc thôi, hai cái nhắc ví mà những ai mà bắt đầu vào viral, họ chưa có đủ điểm, họ chưa đồng ý hoặc là quỷ á, thì họ vẫn được cái nhắc. Còn nếu mà ai đã được mà đồng ý hủy rồi á, đó, ai mà đã được đồng ý hủy rồi thì coi như là unsubscribe họ. Họ đã được giải một chứ, họ đã được giải một thì unsubscribe họ ra. Thấy không? Unsubscribe họ ra khỏi cái blog chia sẻ, khỏi cái nhắc chia sẻ. Rồi, à, đó chính là kịch bản đơn giản. Rồi bây giờ ở đây mình có một cái gọi là connect Facebook đi, để mình đưa vào một cái bay nháp để mình chạy ha. Chúng ta kiếm một cái bay phụ để chúng ta chạy. Lót lâu quá. Rồi, thời gian thì mình đặt lại cộng 7 đặng cho sau này có gì cho nó dễ xử. Rồi, connect một cái bay. Ủa, cái bay này xong mà nó lại đặt rồi. Rồi. Thử nghiệm lần 2. Nó cũng không có nút disconnect luôn. Ủa, ngày chuyện hay, disconnect ra đi. Connect vô cái bay này đi.
Rồi, do cái domain của chúng ta là postchat.vip, chúng ta sử dụng cái form là postchat.vip, cho nên những gì liên quan tới re phía ngoài .vip chúng ta bỏ hết. Chúng ta xóa cái chỗ khai báo này đi. Chúng ta khai báo thành postchat.vip. Rồi ở đây chúng ta sẽ khai báo thành postchat.vip. Đây re phía ngoài .vip sẽ trở thành là postchat.vip. Rồi. À, khai báo ở bên Confiture này chúng ta khai báo lại những cái này thôi. Rồi. Để chắc ăn, chúng ta sẽ làm thêm một cái bước thứ hai. Chúng ta vào cài đặt của fanpage. Rồi mình đi đến nền tảng Messenger. Rồi. Đây bớt bán hàng xóa đi. Để mình xóa bớt bán hàng, xóa bớt cái nền tảng kia đi. Rồi, làm lại. Tức là đến cái phần cài đặt domain. Đây, thì mình thấy nè, miền đưa vào danh sách hợp lệ thì chúng ta thấy bên bot chúng ta đã có. Nhưng ông Facebook ổng chưa có, cho nên mình khi mà mình thấy là không lên form hoặc là cái form nó hiện ra một cái tab mới, nó không hiện ra cái pop-up nhỏ nhỏ thì chúng ta phải kiểm tra ở trong này. Đó. Thì thao tác làm là chúng ta nên làm ở trong check field trước, mình set up các domain trước rồi sau đó mình qua đây mình kiểm tra. Đó. Không có, load lại thử coi có không. Vẫn không có thì bây giờ coi như chúng ta thêm bằng tay, chúng ta không thể trông chờ check field được rồi. À. Hai chấm sạc sạc postchat.vip. Rồi, lưu lại. Đây, lưu thành công. Đó. Chủ yếu là quan trọng của postchat.vip thôi, tại vì chúng ta cần cái postchat.vip nó hiển thị thành cái web view. Rồi. Chỗ này có cái dấu đỏ, điều gì đây? Bình thường. Rồi, không thấy gì lạ. Thấy cộng điểm. Cộng điểm cũng chưa thấy gì lạ. Chỉ có chấm đỏ chắc ở cái link nhận son này Linh giới thiệu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ một bài viết để mình mời người ta chơi viral thì sẽ là bắt đầu ngay viral, ngay cái blog bắt đầu viral chúng ta tạo một cái đường link. À, bình thường là chúng ta sẽ chỗ này chúng ta nó sẽ trắng như thế này, chúng ta tạo link ra. Rồi nhận son miễn phí. Rồi, click vào. Rồi đây. Chào mừng. Vươn lên đã đến với trang. Đã nhanh chóng nhận quà. Thì mời là chia sẻ 6 người bạn nữ. Và trong này chính là cái link nhận son. Nếu như mà khách hàng không biết, khách hàng click vào link nhận son. Rồi. Link này đã bị hư. Có lẽ nào Facebook khóa luôn rồi. m.my rồi https 2.api.chatfield.com. Chúng ta đang đánh chấm sạc m chấm mi. Đây.
Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test lại. Mình test lại lần này là mình sẽ bị đưa về block trắng, cho nên kịch bản nó sẽ không có chạy gì hết nè. Nó chỉ báo là đây, nó chỉ báo là bạn đã mở cuộc trò chuyện. À, đây là những cái trường hợp mà chúng ta hay mắc phải, rất là nhiều người mắc phải. Tức là nói là em đã xóa đi, em đã xóa đi, em chạy lại, em đã xóa nguyên cái này đi, em chạy lại từ đầu hết luôn, em chạy lại từ đầu hết, nhưng mà nó không ra gì hết. Đây, nhấn bắt đầu lại luôn, nó vẫn không ra gì hết. Với lý do mặc dù chúng ta xóa đi nhưng chắc tiêu vẫn lưu mình, vẫn lưu mình có cái thẻ này, có cái thẻ tham gia eSpiral và là bà lăng lóc. À, vậy thì để đơn giản, cái mục live chat đâu rồi, mất tiêu mục live chat luôn rồi. Có lại chat field cái. Đây. Để đơn giản á thì mấy ngày hồi trước á mình phải nói mọi người tạo bật clock reset, nhưng mà bây giờ để đơn giản chúng ta vào live chat, chuyển vào bot only, chúng ta tìm đến chính cái nick của mình. Nó mất nhận diện, mất bot nữa rồi. Cái nick bên này do quá nhiều bot rồi. Chạy đơ đơ. Rồi. Nó không ra cái ID của con bot. Cho cái nick này nó quá nhiều bot rồi cho nên là nó chạy chụp chặt tí. Cả nhà để giấy cho Facebook chạy lại. Chạy cái đơ vậy. Mọi người đợi tí nha, nó đang đứng hình này. Có khi nào tài khoản này bị checkbone không? Bình thường mà. Cuộc sống là những chuỗi ngày thử thách. Đây, chúng ta đợi tí nha. Từ ngày mà Việt Nam nổ ra viral tới giờ là nó cứ cà sẩn với lại chất phi không rài, họ có update, họ cũng có một số update mới. Giờ này nó vậy á anh ạ. Sao em? Giờ này nó thế đấy. Rồi giờ này làm như nó hơi đơ đơ phải không? Đúng rồi, lúc nào nó thế vào cái giờ này nó hay bị đơ. Giờ này cao điểm nè. Với lại cộng thêm cái tài khoản này nè, tại cái tài khoản này là cái tài khoản mà cấp template bot đó, cho nên là tài khoản này bây giờ nó lên tới 1.000 con bot ở trong này rồi. Lên tới 1.000 bot lận bởi vì cũng có thể từ đó mà chắc phiêu nó lót cái tài khoản bên tên tài khoản này nó nặng quá. Cái quan trọng là chúng ta đọc kịch bản để mình hiểu mình có thể thay đổi kịch bản này tùy theo ý muốn. Tức là mình muốn là cái chỗ nào cộng điểm thì mình dời cái season viral đến cái chỗ đó, tức là cái người sau phải chạy đến chỗ đó
họ gặp cái session viral thì cái người giới thiệu mới được cộng điểm. Thành ra lúc mà mình đưa cái kịch bản viral này ra thì có một số anh chị thì lại muốn hoán chuyển, tức là người chơi bắt đầu vào họ phải để lại họ tên trước. Đó. Họ phải để lại họ tên trước rồi sau đó là mới viral đi. Ở đây, con viral này đây. À. Đó, bây giờ cái con viral cái này là cấp viral cho cộng đồng nè, cho nên cứ mỗi một người là nhận được một cái template thì cứ mỗi một người nó tạo ra một bot. Giờ cái tài khoản bên này là chất phim nó cờ đơ luôn rồi. Rồi vậy nữa rồi. Kỳ lạ. Tắt bớt đi. Hôm nay thì cũng vui, có một bạn ở London. Có một bạn ở London chạy bắt đầu chạy viral. Thì chúng ta xem cái báo cáo thành tích của bạn ấy. Bạn này đang sống ở London. Chồng của bạn ấy là người Anh. À, bạn ấy mới bắt đầu chạy viral. Đây, 2 ngày thôi. Không biết con số 7.700 chắc thiếu đếm đâu ra nữa. Mà mình vô coi thống kê thì mới có 4.000 à. Đây, ngày 18 là ngày 19 trong một ngày mà lên 1.700 nè. Rồi xong rồi qua 3.900 rồi nè. Là gần 4.000 rồi. Mới có 2 ngày thôi, thu 4.000 sắp rồi. Chỉ đơn giản tặng cái móc khóa người sắt. Móc khóa mặt ven. Chắc có lẽ là đang ăn theo cái trend gì. 22 tây nè, 22 tây này ra mắt ra rạp nè. Cái bộ hình như là cái tập end game của mặt vô nè. Hai tay này có cái bộ của Marvel Endgame. Bởi vậy giờ bạn ấy là tặng cái móc khóa là Iron Man. Móc khóa Iron Man với móc khóa hình như là Captain á. Mình nhìn kết quả 2 ngày chạy gần 4.000 rồi. Rồi chất fielder luôn. Lót lâu quá. Để
không biết có phải là do máy mình, do mạng ở nhà mình không nữa. Rồi thấy được cái nickname này rồi. Rồi để mời thêm một admin khác vô đi, để qua bên admin kia cho nó nhanh. Rồi copy. À, chúng ta sẽ chuyển giao con bot này cho một admin khác. Mình qua admin bên này đi. Bạn mình chạy nặng quá. À đây, giao diện của chất fill họ họ đã khắc phục cái vụ mà ra cái trang trắng rồi. Bây giờ họ đưa ra cái nút này có bấm zone vô. Còn mấy bữa trước là ra trang trắng tươi rồi, khi vô không biết vô chưa. À. Rồi thôi. Rồi bây giờ cái nick bên này là chúng ta thấy nè, nick bên này bây giờ là mà vào bot lại là nó sẽ bị trắng. Thành ra ở đây chúng ta tìm đến cái user đó là cái nick của mình đang test á, mình gỡ gỡ cái thẻ đi, mình gỡ cái thẻ là gỡ cái thẻ đi. Cái thẻ đó là thẻ gì? Cái thẻ đó là tham gia viral 01 nè. Coi như mình xóa cái attribute này đi. Đó. Vậy thì lúc này chúng ta cho cái nick đó chạy lại cái link viral này thì nó mới chạy lại được, còn không là nó sẽ bị đưa vô trang trắng với lý do là đưa vô cái blank log rồi. Đây, sau khi mà chúng ta xóa attribute đi thì cái nick này mới chạy, họ mới chạy lại từ đầu được. Rồi bây giờ mình click vô thử nút nhận sao coi. Rồi lại tiếp tục lỗi chỗ này, lỗi gì đây? Khả năng là lỗi ở cái chỗ botlink, botlink này đây. Link giới thiệu. Rồi giờ xóa lại nha. Đây xóa lại cái thẻ tham gia nè. Cái thẻ tham gia là cái thẻ mà gắn nó là nhận diện người này đã chơi viral. À. Rồi cho nick này chạy lại viral. Rồi, chúng ta cho nick này chạy lại ha. Cho nên là trước khi share đi thì chúng ta phải tự mình click vô link để mình coi coi cái link nó có sai sót gì hay không. Đó. Giờ mình nên chuẩn bị khoảng vài nick để chúng ta test. Rồi ok, đây kịch bản này chạy được rồi đó. Đây nó ra block trắng nè. Đó, tại vì nó nhận diện là người này đã vô chơi rồi. Rồi bây giờ nick này nó sẽ share qua cho một người bạn. À, share qua cho một người bạn. Đây share qua cho Lê Hùng. Gửi. Nick bên này. Rồi. Đây, bạn Vương Lên vừa chuyển qua cho bạn Lê Hùng cái chương trình này. Đó, bây giờ bạn Lê Hùng click vào là bạn Lê Hùng vào trong con bot. Không, bạn Lê Hùng sẽ được gặp vào đó bắt đầu. Rồi chúng ta xem coi. Chào Lê Hùng. Rồi. Chúng ta test xem. Rồi, không thấy gì hết, bạn này đã vô rồi nhưng mà bạn bên này chưa cộng điểm gì hết. Vậy thì cái lỗi ở đâu?
Bên này vô mà bên này không cộng điểm nè. Lỗi nằm ở cái chỗ là thứ nhất, bot ID này mình bị sai, đúng không? Mình thấy không cộng điểm, mình check lại coi cái bot ID này đúng không. Tại vì do hồi nãy mình nhân bản kịch bản nhưng mà mình chưa thay bot ID nè. À, mình chưa thay bot ID nè. À, rồi bot link này mình cũng chưa thay nè. Đó. Rồi, bot token này cũng chưa thay luôn. Đúng không? Vậy là phải vào bot token lấy. Đây, postcard API token. Rồi chúng ta đợi tí xíu cho nó load ra, khá nặng à. Chắc phim buổi tối giờ này lắc quá. Một lắc, hai là do mạng, với lại hôm nay là thứ bảy cuối tuần nữa. Đây token đây. Bấm lên cái copy. Rồi. Thay ra. Rồi. Bây giờ tự bản thân cái nick Lê Hùng này phải reset lại. Để mình có thể vào lại cái link, vào lại cái link của các bạn Vương lên. Đây. Kiếm rồi. Tham gia viral. Tham gia. Rồi cái tham gia đây, viral 01 đây. Xóa đi. Đó. Rồi. Qua đây xóa luôn. Rồi, mình test lại nha. Ấy da, xóa lộn rồi. Xóa cái mỗi ngày này chứ, đi xóa lộn cái nick của cái kia rồi. Xóa. Rồi. Để chia sẻ lại cho bạn Lê Hùng. Rồi bây giờ bạn Lê Hùng lít vào. Bắt đầu. À, rõ ràng sau khi mà chúng ta thấy là bắt đầu mình thấy nó không cộng gì hết, thấy nó làm thân. Tức là chúng ta phải kiểm tra lại ID, bot token đã đúng chưa? Đó. Chỉ và khi mà chúng ta thấy đúng bot ID, bot token rồi thì khi mà bạn này vào link của bạn Vương lên thì bên này và bạn Vương lên nhận được tin nhắn chúc mừng. Đây, chúc mừng đây, đã có Lê Hùng tham gia vào lúc này. Đó, và lúc này bạn chỉ còn hai người nữa thì bạn sẽ nhận được cái son. Đó. Bây giờ mình không có nhiều nick, mình muốn là lấy ngay cái nick Lê Hùng này để mình nhấn nữa, để cho nó cộng điểm thêm thì rõ ràng chúng ta thấy đã bị chặn rồi. Vậy thì chúng ta cứ lặp lại thao tác này, vào Lê Hùng nè, vào cái live chat của Lê Hùng nè. Đó. Chúng ta xóa đi. Chúng ta tìm đến cái tham gia viral 01, tham gia đây, tham gia viral 01 chúng ta xóa đi. Đó. Vậy là lúc này vào lại cái lời mời của Vương lên, đích lại lần nữa, chúng ta thấy bên này sẽ được cộng lên một điểm nữa là hai điểm. Đấy, cộng tiếp. À, lúc này sẽ báo là bạn này còn một người nữa. Đúng không? Còn một người nữa nè. Rồi mình lại tiếp tục mình giả dạng mình qua đây mình lót lại cái này, lót lại. Rồi chúng ta cũng vậy, tiếp tục đi tìm đến cái tham gia viral 01, xóa đi. Rồi qua đây bấm lại nhận son đúng luôn lên. Mình làm như thế luôn. Cái nick Lê Hùng này bấm 3 lần. Rồi. Đây bây giờ đã đủ 3 người. Hai người nè, thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đây, chúc mừng anh. Đã đủ 3 người. Thấy không? Và lúc này đã nhận được một cây son dưỡng. Đó, và mời điền thông tin. Mời điền thông tin. Rồi.
điền thông tin chúng ta mà thấy nó bật ra cái tab như thế này tức là bị sai. Chúng ta phải nhìn thấy được cái chuyện này. À, đúng là nó phải hiện ra một cái form nho nhỏ, vậy thì bị sai. Đó, bị sai thì sao đây? Bị sai thì vô đây. Chúng ta kiểm tra lại botchat.vip. Ở đây chúng ta đã bị thiếu botchat.vip phải không? Xóa ông Ri khuyến mãi đi. Chúng ta thay vào https 2.... botchat.vip chấm hỏi. Rồi. botchat.vip. Rồi. Kiểm tra lại một lần nữa ở trong cài đặt nền tảng Messenger. Tức là những gì mà liên quan tới form, liên quan tới domain và chúng ta sẽ đi kiểm một vòng. Đây. Đi kiểm một vòng coi domain có hết không? botchat.vip. Rồi domain có rồi. Nhưng mà bây giờ cái link này nó đã bị sai. Đúng không? Link này nó đã bị sai rồi cho nên chúng ta đến thẳng cái blog giải một luôn. Mình chạy thẳng để mình test luôn. Mà mình test như thế này thì sao? Đây, nó chặn mình lại rồi. Nó thông báo là đã có ba này, thấy không? Rồi, để cây son, nhận quà. Tại vì nếu mà mình đẩy điểm nữa thì bên kia nó đã đủ 3 điểm rồi, nó sẽ không thông báo. Cho nên coi như là mình kích hoạt luôn cái block giải một này luôn để mình chạy. Rồi, ra form như thế này là thành công. Đã, cái lỗi mà chúng ta bị thấy nó bật ra tắt mới thì mình phải đi kiểm tra một vòng các domain đã khai báo đủ chưa. Ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền thử thông tin coi nó có trả về form hay không. Tiếp tục nó sẽ là một cái lỗi đó là người ta điền thông tin mà nó không trả về form. Nó không trả về bot. 9, 8, 5, 7, 6, 7, 3, 8. Rồi chọn đại nha. Gửi. Đây. Nó không trả về. Tức là gì? Tức là do cái nick này ban đầu hồi nãy của mình á. Lúc mà mình test á. Là mình đã bị sai cái bot ID với bot token. Tại vì nick này lúc đó là nó vô bot ID bot token chưa được sửa. À vậy thì chúng ta cần sửa luôn cho cái ông Vương Lên này. Đây là những cái lỗi mà như khi mình test mà mình không biết sửa thì sao á. Đây. Mình quay về mình lấy bot ID cho bot token để mình dán vào. À, nó có lớp bắt đầu rồi. Đây, bot ID. Qua đây sửa. Bot ID. Rồi. Bot token. Rồi. Cái live chat này là vô đây nó hơi sận, nó hơi giật. Rồi xong phim. Vậy là để cực là khi mà ban đầu vô set up một kịch bản viral chúng ta nên thay
thay bot link, thay bot ID, bot token trước ha. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta mới test ok. Nặng quá. Mình đợi tí xíu cho nó lót nha. Bữa nay chắc kêu nó hơi cứ tuần này. Cứ tuần thì ăn rằm rồi. Chị An hồi chiều giờ ổn hết chưa chị? Xong rồi Quân ạ, à. Cảm ơn Quân. À, chạy ổn à. Mẹ ổn rồi. À, đây là những cái mà mình nhiều khi mình gặp những cái lỗi internet mình muốn test lại, mình muốn thử lại á. Mình nói chung là phải tùy cơ ứng biến thôi. Nói chung là cái mình cũng không biết được là nó sẽ xảy ra cái chuyện gì. Giống như điền thông tin cho điền không được, điền không được thì chỉ có sai gì, sai MET ID, sai token thôi. Thử lại nè. Sau khi mình sửa ID với token rồi không hiện một lúc hiện ra cấp mới thì nó chỉ sai ở chỗ điền domain thôi. Đó. Còn trường hợp mà nó không ra cái test này, nó mất luôn cái lúc này thì là domain nó bị lock vậy thôi. Đó. Nó chỉ có một số lỗi đó mình nhận diện. Cũng có khi là mình sửa mà đúng hết mà nó không chạy nữa thì chuyện gì xảy ra? Tới lúc mà kiểm tra mọi thứ ABCD tất cả các nít không có nít nào chạy hết, mình thử là nhiều nít không có nít nào chạy hết thì tới lúc đó là lỗi thuộc về trách. Rồi hôm nay là có một bạn, cái con bot mà của bạn, cái bạn kia đó là bị cái nút mà đồng ý với header á, chọn đồng ý cái nó đơ ra đó, nó không có chạy tiếp kịch bản, trong khi bot mình thì mình chạy thấy bình thường đây. À. Thì khi mà chọn đồng ý là chuyện gì xảy ra? Chọn đồng ý là chỗ này gắn thẻ xong ghi ra sheet. À chị An ơi, à, cái bạn kia bạn có nói em là trường hợp mà bạn bị sheet, bạn bị rớt đơn á, có nghĩa là người ta cũng điền thông tin rồi hết rồi nhưng mà tới chỗ đồng ý rồi nè, nó ghi không đủ ra sheet. Thì hồi chiều bạn có báo lại với em á, là cái chỗ setup user này nè, bạn chỉ cần đổi vị trí thôi, cho thằng sheet lên trước, tức là làm gì cả lưu sheet trước cái đã rồi hãy gắn thẻ. Lưu sheet trước rồi hãy gắn thẻ thì bạn nói là không thấy bị sót đơn nữa. Hay quá. Kiểm cái bot cho chị á, chị dời cái setup này viral ok này, chị dời xuống sheet, đường sheet lên trên. Ok cảm ơn Quân. Cái đó thì em chưa có xác nhận xác thực cái thông tin đó, nhưng mà bạn sau khi bạn sửa cái lỗi đó xong đó thì bạn báo lại với em là vậy đó. Dạ. Thì bạn nói là chiều giờ thì không còn thấy hiện tượng mà bị rớt đơn nữa. Rồi đây là con bot đơn giản nhất, tức là con bot này đi theo cái hướng cứ vào đi vào cộng điểm hết đi. Cứ vào là cộng điểm, chừng nào mà đủ điểm rồi tôi mới bật cái form ra, tôi kêu lấy thông tin
nhưng mà có những cái chương trình giống như là môn về đào tạo đi, thì đầu tiên để tham dự chương trình này để nhận vé miễn phí này, bạn hãy để lại tên của bạn, bạn hãy để lại thông tin. Ví dụ như giả sử đi, em giả sử là chị sẽ có một chiến dịch là chị tặng mẫu dùng thử, ví dụ như chị ra cái thổi xong nhỏ nhỏ gì đi, chị tặng miễn phí luôn. Bạn tặng miễn phí, nhưng mà để lấy đó đầu tiên bạn vô bạn điền thông tin, bạn điền thông tin trước, để lại thông tin xong rồi lại mời họ. Nếu như mà bạn chia sẻ thêm được cho 6 người bạn, bạn sẽ nhận được cây son kích thước đầy đủ. Tức là nó sẽ ngược lại nha. Đầu tiên bạn vô bạn điền thông tin xong rồi sau đó mới kêu họ chia sẻ đi. Để nếu mà bạn có đủ 3 người chia sẻ thì cây son nhỏ này sẽ được miễn phí hoàn toàn kèm với cái cây son lớn này. Cây son nếu như mà chị có cái mẫu mà gọi là cái mẫu dùng thử cái gì đó thì mình có thể đưa ra làm mồi. Quay con rồi sau đó mình lại, sau khi mà họ vô họ điền thông tin xong, mình lại đưa ra cái mẫu full, mời họ chơi cái mẫu, lấy mẫu full này, thì khi đó cái mẫu thử này được kẹp chung với mẫu full này, đi chung một đơn hàng. Ok. Thì khi đó mình sẽ phải biến cấu lại, tức là cái người mà được giới thiệu họ phải bay vào, họ điền thông tin trước, sau khi điền thông tin xong nó mới chạy qua cái session mà viral, tức là nó mới báo những bạn của bạn đã đặt thông tin xong. Thì bạn còn nếu mà người đó mới vào đó thôi thì nó chưa có thông tin gì hết thì cái người thế này kia vẫn chưa có điểm, nhìn thấy không? Mới vào bot thôi, em vẫn chưa có điểm. Bắt buộc chị phải có để lại thông tin để nhận cái mẫu thử thì em mới được tính điểm. Tức là cái hướng đó là mình đi theo kiểu là mình thu data trước, rồi sau đó mới kêu họ chơi viral. Đó. Thì cái kịch bản con viral mà hôm tháng 12 em làm cho bạn Tuấn á, là mình sẽ kêu họ là để lại thông tin để tham dự một cái event. Rồi sau đó mời họ chia sẻ đi, họ chia sẻ để chi nâng cấp một cái vé, nâng cấp một lên là cái VIP, nâng cấp thêm một cái, có thêm 3 tầng tiếp theo, tức là từ cái con viral cơ bản, cái con viral quan trọng là do mình có sản phẩm, mình muốn là không cái gì trước cái gì sau. Em để ý như vậy thì chị có thể chị tìm. Alo, nghe nghe rõ không? Rồi cái chỗ mà Linh mò và Lóc đồng ý này thì mình nhớ cái kịch bản mẫu là cái sheet của người khác, cho nên mình delete đi, mình đặt cái sheet của mình vào, nhớ chú ý ha, kiểm tra cho kỹ. Đó, connect với sheet của mình rồi mình đặt vào thôi. Rồi ở đây còn chưa ai chưa có cái con viral mẫu này không ta? Cái con viral này đã tặng rất là lâu rồi. Thì bây giờ ở đây mình sẽ dùng cái con viral này. Đó, thì xong rồi cái video này sẽ được lưu lại rồi, mình sẽ được up lên để mọi người có thể xem lại. Nhưng mà từ con viral này sẽ viết lại kịch bản, đó là phải đăng ký trước rồi mới cộng điểm, tức là người nào đăng ký xong thì bắt đầu.
bên này mất đó. Cuối tuần sau thì có thể là sẽ có cái viral mà theo kiểu mà để affiliate á, mình mời thêm mấy KOL vào giới thiệu viral cho mình. KOL nào mà từ cái nhánh của KOL nào viral ra bao nhiêu người, bao nhiêu đơn á, thì mình sẽ có hoa hồng cho cái đơn nó theo KOL đó. Ừ. Thì mình nói đó là bán hàng, nhưng mà phía sau cái nền tảng, cái quy trình xử lý thì nó sẽ mở. Để nhắn lên cái group chat, để nhắn lên group chat. À. Kịch bản biến tấu viral. Cái phần nội dung đó tức là kịch bản biến tấu viral chatbot, thì ở đây mọi người nghiên cứu cái hướng kịch bản này thì có thể là sử dụng cái gợi ý hồi nãy của em cho chị Trang, tức là cái bạn sẽ được nhận là phí, chỉ cần phải trả thêm những cái sổ theo. Thì bằng cách là bạn mời thêm, không thì bạn chỉ nhận bạn thử là bạn phải trả những cái phí ship 15.000 chẳng hạn. Tiếng vẫn không ổn rồi, vậy là đêm nay rồi thôi, tới đây thì chúng ta dừng thôi. Rồi mọi người, mấy anh em vô được cái con boss thì xong rồi mình cò lon ra đi ha. Xong rồi cờ lon ra rồi chúng ta cứ biến tấu. Cái quan trọng là mình tự mình vẽ lên câu chuyện, mình kiếm sản phẩm mình vẽ lên câu chuyện. Thậm chí là chị tìm được có 2-3 bên đối tác những sản phẩm gắn chéo với nhau. Mình còn chéo nhau, mình hơi cộng 2-3 cái giá trị vào một cái đơn. Đầu tiên vào đây, mình thêm được 2 người nữa thì mình thêm được 1-2 món nữa. Ví dụ như mình bán hoặc là mình tính theo gọi là phiểu hoàn vốn, thì trong đó mình upsell thêm, tức là lấy thêm sản phẩm này thì bạn chỉ phải trả với cái được giảm giá 70%, bạn chỉ phải trả 30%, và bạn được free ship giá thị trường mà họ cho chênh lệch tốt thì mình làm được mấy cái đó. Rồi thôi, bữa nay thứ bảy cũng cuối tuần rồi thì gì tôi sao mà máy móc gì nó cũng đình công luôn, thấy gì bữa nay mạng mù kỳ quá. Rồi làm tốt nhé. Tạm thời up ra đi ha, tạm thời ấy thì mọi người vô anh chị vô, vô được hết chưa, vô được con bot hết chưa, vào bot rồi ạ, bot rồi ơi, mất được rồi, hết rồi ha. Đây
Inbox. Kịch bản này thì kịch bản chia sẻ đã lâu rồi, kịch bản này là coi như là đời đầu, nhưng mà nó ngắn gọn thì có thể là mình khai thác lại đi. Kịch bản ngoài kia bây giờ chạy dài quá thì mình có thể quay trở lại kịch bản ngắn thử thôi. Rồi biết đâu mà có cái con boss mà affiliate xong rồi em lại là cái người làm affiliate cho chị thì sao? Đổ data về rồi chị xử đơn thôi, chị chia lại thôi. Ok, ok ngay. Rồi, yeah, chào cả nhà nha. Cả nhà làm đi. Dạ. Dạ rồi, chị nghiên cứu và chị vẽ sơ đồ ra kia thử ha. Dạ. Rồi, bye bye nha.